Ở trong thực tế thì có rất nhiều những cái lời đồn đại là ăn no đủ thì có thể gây sảy thai này, khiến cho các mẹ bầu rất là hoang mang, không biết là có nên ăn no đủ cho thai kỳ hay không. Trên thực tế thì no đủ chín nếu ăn với một lượng vừa phải thì sẽ mang đến cho mẹ bầu rất là nhiều lợi ích và không gây hại như là mọi người vẫn nghĩ đến. Những cái lợi ích tuyệt vời khi bà bầu ăn no đủ chín, cái hàm lượng nước ở trong no đủ rất là cao, chiếm tới là 70%. Vì thế đây là một cái sự lựa chọn thích hợp để các mẹ bầu bổ sung nước cho cơ thể và hạn chế cái tình trạng mệt mỏi và mất nước. Ngoài ra thì các mẹ bầu cũng có nên ăn no đủ chín trong thai kỳ vì sẽ nhận được những cái lợi ích mà tôi chia sẻ dưới đây. Thứ nhất, ăn no đủ sẽ tăng cường sức đề kháng. Cái lợi ích đầu tiên mà khi bà bầu ăn no đủ chín là sẽ giúp hấp thu các cái chất chống oxy hóa, cái hàm lượng beta-carotene trong đu đủ nhiều hơn so với các loại quả khác. Đây là một cái tiền chất của vitamin A và khi vào cơ thể sẽ được chuyển thành vitamin A vì cái chất này nó có vai trò đó là chống oxy hóa mạnh, giúp cơ thể mẹ kháng lại một cái số bệnh nguy hiểm. Thứ hai, ăn đu đủ chỉ bổ sung vitamin. Đu đủ chín có chứa rất nhiều loại vitamin như vitamin C này, vitamin B1, B2, B6 và BB. Đặc biệt là vitamin B1 có một vai trò trong cái quá trình chuyển hóa. Nếu thiếu vitamin B1 sẽ gây rối loạn chuyển hóa cái chất dinh dưỡng, làm tổn thương cái dây thần kinh trung ương và hệ tim mạch khi mang thai. Và bên cạnh đó, vitamin B2 giúp phát triển thị giác và cơ và hệ thần kinh của thai nhi. Thứ ba, ăn đu đủ chín còn cung cấp một cái chất khoáng rất là dồi dào, và không chỉ vitamin, đu đủ chín còn chứa nhiều cái chất khoáng rất là quan trọng cần thiết cho sự phát triển của thai nhi trong suốt của 9 tháng thai kỳ như là kali này, magie này, kẽm và canxi. Đặc biệt là cái chất sắt trong đu đủ chín sẽ giúp mẹ bầu ngăn ngừa tình trạng thiếu máu do thiếu sắt khi mang thai. Thứ tư, ăn đu đủ chín các mẹ bầu sẽ giảm được cái hiện lượng đó là bị chuột rút. Với cái hàm lượng kali rất là cao, mẹ bầu ăn no đủ chín có thể giảm được cái tình trạng bị chuột rút ở chân. Bên cạnh đó ấy, khi mang thai, cái thể tích của người mẹ có thể tăng lên đến 50%, vì thế cái kali là một cái chất cực kỳ cần thiết để đảm bảo cân bằng nước và điện giải trong các cái tế bào. Ăn no đủ chín, các mẹ còn duy trì được cân nặng trong cái mức đó là kiểm soát. Những mẹ bầu mà muốn bổ sung thật nhiều dưỡng chất để các bé yêu của các mẹ là phát triển được toàn diện nhưng lại sợ tăng cân thì cái giải pháp dành cho các mẹ đó là ăn đu đủ chín. Tuy rất là bổ dưỡng nên đu đủ không hề chứa nhiều calo, cho nên các mẹ mà không làm các mẹ bầu này tăng cân quá nhiều trong thời gian mang thai. Ăn đu đủ chín các mẹ còn hạn chế được cái việc đó là bị táo bón. Mẹ bầu thì cũng rất dễ gặp phải cái tình trạng táo bón thai kỳ, và ăn no đủ chín sẽ là cái cách điều trị cũng như là ngăn ngừa táo bón rất là hiệu quả. Vì trong no đủ chín có chứa vitamin B1 nên sẽ có lợi cho cái hệ tiêu hóa của các mẹ. Ăn no đủ chín còn bảo vệ được khớp, có rất nhiều vấn đề khi các mẹ xuất hiện trong cả một cái thời kỳ mang thai, trong đó thường gặp nhất là cái cảm giác tê cứng đau nhức ở các khớp như khuỷu tay này, ngón tay này, đầu gối này và hông, khiến cho cái việc đi lại của các mẹ trở nên khó khăn hơn. Và trong khi chúng ta là còn phải mang bụng bầu thì cái việc là các khớp đau sẽ cảm thấy là nặng nề hơn nữa. Thế nhưng nếu như các mẹ mà ăn đu đủ thường xuyên ấy, thì cái triệu chứng này sẽ không hề ghé thăm các mẹ, đó chính là cái bệnh khớp. Vì vitamin C trong đu đủ sẽ giúp cơ thể tạo nên cái chất nền ở cái tế bào sụn khớp và bảo vệ khớp rất là tốt. Đu đủ thì mang lại rất là cái nhiều lợi ích mà tôi vừa chia sẻ bên trên. Vậy thì ăn đu đủ các mẹ bầu cũng cần phải có những cái lưu ý như sau. Đó là các mẹ không nên ăn đủ đủ xanh mà chúng ta phải ăn đu đủ chín, và không ăn đu đủ quá là lạnh, và các mẹ không nên quá lạm dụng nhiều đu đủ chín trong cùng một lúc. Bởi vì có thể khiến các mẹ bị bệnh đó là vàng da ở lòng và mu bàn tay bàn chân. Và các mẹ nếu như ăn đu đủ quá nhiều thì có thể kích thích cái ruột già bài tiết nhiều hơn, từ đó gây cái áp lực cho dạ dày và đường ruột.
các mẹ bầu mà bị tiểu đường thai kỳ thì nên hạn chế ăn đu đủ khoảng 2 đến 3 lần trong một tuần và ăn một miếng vừa là đủ. Nếu như mà những mẹ bầu mà bị hen suyễn hoặc là gặp cái vấn đề về hô hấp thì cũng nên hạn chế ăn đu đủ vì cái chất babain trong đu đủ có thể gây dị ứng nặng như là sổ mũi, nghẹt mũi và khó thở. Và cái hạt của quả đu đủ có cái chứa chất độc. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, các mẹ bầu cần loại bỏ hoàn toàn hết các hạt trước khi ăn.